kích thích để cho nó biết rằng à, mình có cái gì cho nó, đúng không? Mình có cái gì cho nó thì nó mới theo, nó mới tập trung. Sau rồi bắt đầu mình mới để ý trạng thái của nó đấy. Khi nó có trạng thái đang tập trung thì khi đấy mình tập nó hiệu quả nhất, và mình càng kéo dài cái khả năng tập trung của nó, và càng để cho nó luôn luôn để ý mình, thì khi đấy con chó nó mới tiếp thu nhanh nhất, và khi đấy mình điều khiển nó là dễ nhất. Về hai nữa là cái việc vuốt ve nó, chơi với nó cực kỳ quan trọng. Con chó nào thích được vuốt ve cả, thích được chơi. Nhiều người hỏi tại sao chỉ tập chó phải suốt ngày, rồi là có con ve con rần nào bắt hết, thì khi làm như thế thì con chó nó đấy, khi con chó nó đã tập trung vào mình rồi thì em tập rất là dễ, thì em đừng có bắt ép nó để cho nó thoải mái nhá, nó chuyển xong nó tập trung vào mình này, đấy thấy chưa. Có thể là chắc chắn một điều, thứ nhất là đưa vào nó cũng cắn lên tay, thấy chưa. Đấy, có hỗ trợ bằng dây một tí. Đúng không? Nó sẽ tập trung, cực kỳ tập trung luôn. Đó. Chung dây để nhắc một tí, đúng không? Dây thì nó sẽ nằm trong cái vòng kiểm soát của mình. Đấy, thấy chưa? Trước đấy là nó đang tạo được cái sự chú ý, nó biết là à, bây giờ ngồi chú ý như này là nó sẽ được thưởng. Đó, thấy chưa? Đơn giản thôi, và nó cũng cần phải láo này cắn nó em nữa. Cái linh năm pass, hơi nhích lên là đè vào luôn, pass, super, thấy chưa? Nó đang nằm chờ gái là nó mình có cái thái độ ấy, mình thấy nó tốt thì mình phải khen, mà khen bằng cả cái cảm tình của mình. Pass đây, ví dụ nhá, pass class, dùng dây để hỗ trợ nhá, class nào, class khi nó class nào, khi mà nó chủ động nằm chờ đây, đây là em muốn khóa cái lệnh năm nhá, của gà đi ra đây đấy nhá, ngồi này, chắc chắn ngồi là ok rồi, năm này nha, thưởng này, nhíu mày, nào, ngồi, nằm, ok này, nằm, thấy chưa, bắt đầu có dấu hiệu là tập trung hơn rồi, nằm, mình phải khuyến khích bằng cả âm thanh, cả
tác động vượt về nó để cảm thấy thoải mái. Ok, last nào, last 5 5. Khi nó mới nhổm dây gãi là 5 5. Yes, muốn khóa lệnh này nhá. Nào, tập trung nào. Sit. Yes, 5. Ok, 5. Nào, 5. Yeah, 5. Yes, 5. Yes, 5. Nào, 5. Sit. Rồi, 5. Nào, 5. Tập trung nào, 5. Yes, 5. Nha, hơi nhổm gãy 5. Yeah. 5. Ok, 5. 5. Đấy, chưa được thì thôi kệ. Cứ kệ để cho nó đến khi mà. Sit. Rồi, yes, 5. 5. 5. Giới hạn thưởng dân 5. Yes, 5. Yes. 5. 5. Hơi nhích cái là phải 5. Bảo ngay nhá, đúng không? Nào, rồi, 5. Ok, 5. Yes. Good, super. Ok. 5. Yes. Thấy chưa? 5. Good, super. Yes. Đấy, thì nhớ là luôn luôn có cái sự tương tác để làm sao con chó nó hiểu rằng là mình vui vẻ, mình khuyến khích nó và nó thậm chí khi khuyến khích là nó cũng vui vẻ theo mình, nó sẽ được thưởng một cái gì đấy. 5. 5. 5. Có dấu hiệu cái là phải chỉnh ngay. Rồi. Rồi. Giấy có nhắc nhá. 5. Ừ. 5. 5. Đâu? Khi không tập trung là quay ngay, ngay di chuyển ngay. 5. Rồi. 5. 5. Ok. 5. Ok. 5. 5. 5. 5. 5. Yes. 5. Ok. 5. Nào. Chuyển. Rồi. Tập trung nha, mình phải kiên trì hơn nó. Rồi. 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 Đang có dấu hiệu là hơi chán nhá. Nhớ là kích thích tâm như cuối cho nó sung lên một tí xong là cho nghỉ luôn. Lúc mà nó đang sung ấy chứ đừng để cho nó chán quá rồi là không ấy.